Xin kính chào anh Vinh, anh ở Mê Linh, xóm Đình xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Anh có lấy bên em một chiếc lọc Pioneer 665. Với chiếc lọc này thì như anh đã biết ở đây cũng đã tìm hiểu, nó sẽ có màn hình chính giữa và hai cần hai bên để nó xử lý tốt cái file nhạc kém chất lượng từ trên YouTube cũng như TV mình xuống đấy. Em tắt bỏ đi. Đấy. Hôm nay em mở một cái nhạc gọi là hơi remix một tí. Đấy. Một nhạc trẻ để test. Đấy, với thường thường hay test với nhạc vàng thì nó cũng nghe mãi, nó cũng quen tai. Hôm nay em chuyển cái nhạc này cho anh nghe thẩm định nhé. Vâng, em chuyển nhạc tiếp. Thank you.